Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý hàng đang xem video. Và hôm nay em có bàn giao một chiếc Komatsu FD, chiếc này thì MG20-12 sẽ là số sàn, máy xăng, xăng ga kết hợp nhá. Chiếc này thì em đã bảo dưỡng con anh cái hàng tay 4 lốp đặc và càng dài 1,5 m, thắp lưng 3 m, bảo dưỡng sơn sinh con này. Chiếc này em bán về cách đây khoảng 2 km, sau đây em sẽ đi bàn giao xe, chạy bộ xuống nhá. Mà các bác cùng các anh theo dõi ạ. Vâng, em đang lái xe đến cho khách hàng ạ. Tại xe lăng lái rất nguy hiểm, em cho sát vào đường bên trái và hạ thấp càng để đi nó an toàn hơn các bác nhé. Các bác mà đi ngoài đường thì các bác lưu ý đi sát đường luôn để nhường đường cho các xe khác, mà khi nào hết xe thì có thể qua đường nhé. Đây là em tiến vào trong làng để chuẩn bị bàn giao khách hàng đây. Đấy, nhà anh ấy cũng ngay gần đây thôi, để em đánh xe xuống cho nhanh đỡ về bãi phò kéo. Sau khi đã bàn giao tiền long xong thì em đã hướng dẫn sơ qua cho anh chị về cách lái xe lăng. Anh chị thì làm điện mặt trời. Quý khách nào mà cần đến xe lăng thì alo cho em nhé. Xe này thì chạy xăng ga rất đẹp và rẻ, giá lên quanh 100 triệu quay đầu thôi. Rất đẹp và rất ngon luôn. Trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì cho anh xem một like, đăng ký kênh, bấm chuông để những thông báo mới cho em ạ. Xin chào lại các bác nhé.